Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn ngữ văn 7. Tiết 16, luyện tập và hướng dẫn kiểm tra 15 phút. Ở tiết học này, cô sẽ hướng dẫn và lưu ý một số về nội dung trước khi các con làm bài kiểm tra 15 phút. Một lăng mã, lưu ý khi làm bài kiểm tra 15 phút. Vậy thì trước khi các bạn làm bài kiểm tra 15 phút, cô có một số lưu ý và nhắc nhở các bạn như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ làm bài kiểm tra 15 phút vào tần số 5. Thứ hai là thời gian bắt đầu làm bài từ 14 giờ cho đến 14 giờ 15 phút. Thứ ba là chúng ta sẽ làm bài trên trang lớphoc.edu.vn. Thầy cô sẽ gửi link cho các bạn và sau đó là các bạn sẽ nhận link để làm bài. Vì vậy mà yêu cầu các con vào đúng theo thời gian quy định để làm bài. Thứ tư là sau khi làm bài xong, các bạn nhớ ấn nút gửi màu tím ở góc trái màn hình. Khi mà chúng ta đã ấn nút gửi màu tím thì chúng ta sẽ nhìn thấy câu chúc mừng em đã hoàn thành bài kiểm tra, tức là chúng ta đã hoàn thành xong và chúng ta có thể thoát ra ngoài. Đó là một số lưu ý. Thứ hai là phần hướng dẫn ôn tập bài kiểm tra 15 phút. Một là hình thức kiểm tra, chúng ta sẽ làm câu dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm. Thứ hai là nội dung kiểm tra. Ở đây các bạn ôn tập cho cô phần văn bản và phần tiếng Việt. Thứ nhất là văn bản. Đầu tiên là các bạn nắm được cho cô khái niệm về ca dao dân ca. Vậy thì ca dao dân ca là gì? Ca dao dân ca là những khái niệm tương đương chỉ các thể loại trữ tình dân gian kết hợp giữa lời và nhạc diễn tả đời sống nội tâm của con người. Và hiện nay người ta có phân biệt hai khái niệm dân ca và ca dao. Dân ca là những sáng tác kết hợp giữa lời và nhạc, tức những câu hát dân gian trong diễn xướng. Ca dao là lời thơ của dân ca. Thứ hai là những câu hát về tình cảm gia đình. Ở chủ đề này, các bạn nắm cho cô, tìm hiểu cho cô hai bài ca dao, đó là bài ca dao số 1 và bài ca dao số 4. Ở bài ca dao số 1, chúng ta thấy đó là nói về công ơn của cha mẹ. Bài ca dao số 4 là nói về tình cảm của anh em ở trong gia đình. Thứ ba là chủ đề tình yêu, quê hương, đất nước, con người. Thì đối với chủ đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai bài ca dao, đó là bài ca dao số 1 và bài ca dao số 4 mà các con đã được học. Thì các con nắm được nội dung và về nghệ thuật của những bài ca dao này. Thứ tư là chủ đề trong chùm ca dao Than Thân và Châm Biếm. Vậy thì chủ đề trong chùm ca dao Than Thân đó là gì? Đó là lời tự than, tự thương cho số phận nhiều cay đắng, niềm xót xa cho những cảnh ngộ, đau khổ trong xã hội phong kiến. Chủ đề ở trong chùm ca dao Châm Biếm đó là gì? Là châm biếm, đả kích những thói hư, tật xấu, những hiện tượng đáng cười ở trong xã hội. Và thứ năm, đó là chủ đề về gia đình. Đối với chủ đề về gia đình, các bạn nắm cho cô ba văn bản mà mình đã được học. Thứ nhất, đó là cổng trường mở ra. Thứ hai là cuộc chia tay của những con búp bê. Thứ ba là văn bản mẹ ra. Đối với văn bản cổng trường mở ra, chúng ta thấy nội dung chính của văn bản này đó là tái hiện diễn biến tâm trạng của người mẹ trong đêm trước ngày con bước vào lớp 1. Cuộc chia tay của những con búp bê, chúng ta thấy nhân vật kể chuyện ở đây đó là người anh, nói về sự đau khổ của những đứa trẻ khi bố mẹ ly hôn. Và văn bản mẹ tôi nói về tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái. Về phần tiếng Việt, các bạn ôn cho cô những bài sau. Thứ nhất là từ ghép, thứ hai là từ láy và thứ ba đó là đại từ. Đối với từ ghép chúng ta thấy có hai loại, đó là từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ. Từ láy cũng được chia ra làm hai loại, đó là từ láy hoàn toàn và từ láy bộ phận. Đại từ cũng chia ra làm hai loại, đó là đại từ trỏ người và đại từ để hỏi. Đó là phần nội dung ôn tập mà chúng ta cần lưu ý cho cô. Hướng dẫn về nhà. Thứ nhất là yêu cầu các con ôn tập để chuẩn bị kiểm tra 15 phút vào tuần số 5. Thứ hai là các bạn đọc và soạn bài Sông Núi Nước Nam để tuần tiếp theo chúng ta học. Và cuối cùng là cô chúc các bạn học thật tốt.